Quyền Linh đăng ký hiến tạng, cho đi là còn mãi. Vẫn chiếc áo thun cũ màu, đôi dép tổ ong quen thuộc, Quyền Linh trò chuyện cùng tuổi trẻ. Tôi luôn quan niệm mất đi không phải là hết. Một người mất đi bằng việc hiến tạng của cơ thể như tim, gan, phổi, thận, mắt sẽ cứu giúp rất nhiều án tử có thể hồi sinh. Không chỉ thế, họ sinh con đẻ cái mang lại rất nhiều mầm sống nối tiếp. Mày bị điên hả Linh? Để đi đến quyết định hiến tạng, mỗi người đều có một lý do riêng của mình, riêng anh thì sao? Trước đó tôi chưa từng nghĩ đến chuyện hiến tạng. Trong nhiều lần tham gia chương trình nhân đạo ở bệnh viện Chợ Rẫy, tôi rất xúc động khi nghe các bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, trưởng đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, kể về chuyện hiến ghép tạng. Đó là lúc tôi nhận thấy nhiều mảnh đời còn rất trẻ là trụ cột của gia đình ra đi rất nhanh vì không được phép ghép tạng thay thế. Giá như được ghép tạng, có lẽ họ không phải ra đi oan uổng như vậy. Rồi càng đi nhiều, tôi bắt gặp thêm nhiều hoàn cảnh phải nằm chờ 3 đến 5 năm trời để được ghép tạng. Có người chưa đến lượt mình đành ra đi, có người đến lượt nhưng xét nghiệm kết quả lại không tương thích, khiến họ và gia đình vô cùng đau khổ. Tôi hiểu họ đang từng ngày ngóng chờ một điều kỳ diệu nào đó từ một người xa lạ, và không phải một người chờ mà rất nhiều người chờ như thế. Và lúc đó anh quyết định hiến tạng. Đúng vậy, tôi quyết định đăng ký hiến tạng mà không suy nghĩ, trăn trở gì nữa cả. Tôi cần nhận làm đại sứ đồng hành cùng chương trình của Bệnh viện Chợ Rẫy trong thời điểm ấy, với mục đích vận động mọi người nếu có thể hãy tham gia hiến tạng cứu người. Rồi tôi mang giá trị tốt đẹp của hiến tạng nói bất kỳ nơi đâu, ở quán cà phê, quán ăn và cả quán nhậu. Khi ra vào các bệnh viện hay về các vùng nông thôn, tôi đều tìm cách tỉ tê to nhỏ với mọi người. Tôi không xin xỏ điều gì cả, mà chỉ mong mọi người có thể cảm nhận được rằng chết không phải là hết và cho đi là còn mãi. Phản ứng của họ là gì? Nhiều người chửi tôi, mày bị điên hả Linh? Có người hỏi tại sao chết phải phanh thây hoặc dè biểu, sao giả mang thế? Có những người phản ứng rất dữ. Những cuộc tranh cãi rất gay gắt, thậm chí họ còn quát tháo đề nghị tôi không đề cập đến chuyện hiến tạng. Đương nhiên tôi không thể nói thẳng thừng là cô bác anh chị hãy hiến tạng đi, điều này sẽ khiến họ bị sốc. Tôi luôn cố tìm cách đưa câu chuyện của các bệnh nhân qua đời khá oan uổng để kể cho mọi người, bởi có đồng cảm mới dễ dàng chia sẻ. Kết quả 70% bảo lưu quan điểm không hiến tạng và chỉ có 70% người chia sẻ. Chắc lúc ấy anh rất nản lòng. Hoàn toàn không, cũng may tôi được nhiều người thương, mặc kệ người ta chửi tôi vẫn kiên định, ráng dùng uy tín của mình để nói chuyện. Tôi tin trong mỗi con người đều có giá trị nhân văn, quan trọng khơi nguồn đúng thời điểm thì họ sẽ hiểu và làm theo. Tôi tin chắc trong 10 người nghe sẽ có 3 người thay đổi suy nghĩ và chuyện này phải được duy trì theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Có nhiều người chia sẻ họ rất mong muốn hiến tạng nhưng lại vướng phải rào cản lớn từ gia đình. Đúng vậy, chuyện hiến tạng ở Việt Nam khó vô cùng tận. Khi một người mất đi, nếu được đề nghị hiến tạng thì đó là một cú sốc rất lớn đối với gia đình. Tôi thấy có rất nhiều người cảm nhận được ý nghĩa của hiến tạng, nhưng họ không vượt qua được rào cản quá lớn từ gia đình. Có người nói với tôi họ hoàn toàn đồng ý, nhưng lại không dám đăng ký hiến tạng vì sợ gia đình không cho phép. Còn nhớ có lần tôi mang câu chuyện hiến tạng nói với các bạn sinh viên, có bạn hào hứng hứa sau này đăng ký hiến tạng. Nhưng sự hào hứng này bỗng chốc bị một bạn dội gáo nước lạnh. Mày giỏi, ba mẹ mày có cho không? Theo tôi, để thay đổi quan niệm về hiến tạng nên bắt đầu từ gia đình, cần có sự phối hợp của các cơ quan đoàn thể, chứ chỉ dựa vào một cá nhân, một tổ chức là chưa đủ. Đặc biệt, để lan tỏa, cần có thêm nhiều câu chuyện nhân văn về hiến ghép tạng trong các chương trình truyền hình giải trí.